Chào bạn, mình là Mối Vừng đây. Hôm nay mình quay trở lại với việc giải thích cái việc phanh khẩn cấp với xe con tay. Ở đây có một bạn nhận xét, bạn ấy phản đối rất gay gắt về cái việc bóp côn của mình. À không, bóp côn của mình. Bạn nói rằng là không bóp côn thì thế này thế kia, và phải về số thế này thế kia. Tôi đố bạn trong khoảng 12 mét mà bạn có thể xuống số được đấy. Sự thật thì đấy là phanh khẩn cấp, mà đã là phanh khẩn cấp thì chướng ngại vật bất ngờ khi mình nhìn thấy, bất ngờ lúc đấy mình mới được hành động, chứ không phải là có sự chuẩn bị từ trước. Có sự chuẩn bị từ trước 50 m, 100 m hoặc là 20-30 m trước đấy thì không nói làm gì, các bạn có thể xuống số, có thể bóp côn, cái chuyện bình thường. Nhưng mà khi phanh khẩn cấp ấy, thì không có chuyện là xuống số hay gì, cùng lắm thì đá số sống một số là điều tối ưu nhất. Mà nếu không đá cũng chẳng sao, chỉ việc phanh và không bóp côn thôi, có việc ấy có phải đơn giản hơn nhiều không? Các bạn cứ phản đối làm cái gì? Mình thì mình không bức xúc lắm, nhưng mà các bạn ấy thì xem thì không tin tưởng mình. Bây giờ mình chứng minh nhé. Tin tưởng hay không đây? Các bạn xem nhé, clip Motogym Canada Việt Nam chia sẻ. Tuần trước chúng ta đã có bài tập phanh từ 0 đến 60 km trên từ 60 km trên giờ về 0 trong vòng 12 m, các bạn PKN trên 175 cc. Tuần này dưới dưới 75 cc, tuần này thì trên 75 cc. Dừng lại phanh có an toàn không nhá? Rồi bên dưới này, cái hashtag này là hashtag Motogym Canada Việt Nam nhá. Mình sẽ xem lại này. Bộ video đây, cái nhóm đông như này có cả anh Trần Đông. Mình rất là thích anh Trần Đông, anh review xe và anh là vô địch Đông Nam Á Motogym Canada Việt Nam. Đây, cái clip mình muốn nói đây. Bài tập tăng tốc và phanh từ 0 đến 6, từ 60 đến về 0. Hoàn toàn không bóp côn. Đúng rồi. Đây anh này sẽ bị quá rồi này. Anh ấy phanh trước. Đó, cắm đầu về phía trước đây. Không hề dễ dàng đâu. Đấy nhá. Đấy một clip. Còn clip khác nữa. Clip phanh từ 0 đây, vẫn phanh từ 0 100 từ 60 xuống 0. R3. Không hề bóp côn trên máy luôn đấy. Xem anh tiếp theo này, không bóp côn luôn. Trên máy luôn, scamper. Đấy, nhìn côn đi. Yeah. Good. Thấy chưa? Về cứ không bóc côn. Có. Xấu ok quá. Anh. Anh này bóc côn anh trượt ra rồi, thấy chưa? Đó. Không bóc côn bao giờ cũng dừng ngắn hơn. Điều mình nói là gì, mình chỉ muốn chứng minh các bạn tin tưởng về cái điều đấy thôi. Ở cái Motogym Canada Việt Nam này, các bạn có thể tham khảo được rất nhiều điều khiển cơ bản về xe, tư thế ngồi. Nó cũng có thể áp dụng ra ngoài rất nhiều. Các bạn đừng nghĩ là Motogym Canada thì phải vào trường đua thế này. Motogym Canada nó là sự chuẩn bị cho việc ra đường, hoặc là sự chuẩn bị cho việc vào một phần chuẩn bị cho vào cái track trường đua. Và kỹ thuật cơ bản nhất. Và ở nước ngoài người ta thi bằng lái, là người ta dùng phương pháp của Motogym Canada để thi những cái bài đơn giản của Motogym Canada để người ta test. Đầu tiên là bài Final 8, bài GP8, xong rồi những cái bài zigzag.
test đơn giản thôi, đi qua xa hình. Các bạn phải để ý chứ. Nhưng không phải là ngồi đấy gân cổ lên, gõ bàn phím, vác xe lên và đi đi. Vác xe lên mà tập. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ ủng hộ bằng cách bấm quảng cáo ở bên này nhé.